Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Đảng đốn cây, xẻ núi, dân hưng lũ, đá đẻ. Tháng 10 năm nay đánh dấu một kỷ lục đau buồn tại Việt Nam khi tang thương, chồng chất tang thương tại giải đất miền Trung do lũ lụt, lở đất, bão tố. Trong mỗi con người Việt Nam, bên cạnh sự đau đớn, xót xa, khổ tâm, cảm thương chính là sự phẫn đất chất chứa trong câu hỏi vì đâu nên nỗi này. Ông Nguyễn Hồng Lam đã viết một bài văn tế mang tựa đề Đảo lộn đất trời. Đây là hình ảnh bức hình núi rừng bị cạo trắng được ông Nguyễn Hồng Lam lấy làm hình minh họa cho bài văn tế. Ông cho rằng nguyên nhân của tất cả những thảm họa kia đến từ sự tham lam vô độ. Ông viết như sau: vì sao núi lở vùi chôn phận người? Vì tham lam vô độ. Và những công trình mượn danh du lịch tâm linh cạo trắng núi rừng, đó là cuộc buôn thần bán thánh, phản tâm linh, hủy diệt cả môi trường, văn minh và văn hóa. Rừng núi đã oằn lưng chịu hàng ngàn, hàng vạn nhát búa phạt thấu xương, chịu lưỡi dao róc tận tủy, nước nguồn không nơi lưu trú, nước ngầm như mạch máu bị hút cạn đến những giọt cuối cùng, long mạch héo khô, cơ thể đất đai đầy lở loét, bạt núi cạo rừng, địa chất triệu năm không thể hoàn nguyên, đám đại gia vô đạo vẫn dương mặt. Vì sao thủy phá sa bồi, cuốn trôi và nhận chìm xóm làng, nhà cửa? Cũng vì tham lam vô độ. Những công trình thủy điện nhỏ vừa đua nhau mọc lên như nấm, thuyết minh việc xây hồ tích nước là nhằm điều tiết lũ, thực chất đang gom lũ thành bom nước, giết dân để vơ vét tài nguyên, muôn đời vào một túi. Nói khai thác điện năng mà mục đích là chỉ để phá rừng có giấy phép, bòn hút máu cây xanh, cạp nhai xương đất trắng làm hả hê lời lãi. Nhiều cánh rừng giữa đồi cao núi thẳm, hồ đập hình thành nhưng điện không thể phát, sông núi muôn đời bất phục phản, lũ đầu tư ăn cướp vẫn rung đồi. Vì sao màu xanh cạn kiệt, đất trơ sỏi trắng, muông thú gục ngã chết mòn, chim muông tứ tán không nơi cư trú? Đây là hình ảnh, một bức ảnh chụp từ trang web Giác Ngộ Online, cơ quan ngôn luận của Giáo hội Phật giáo Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh, cho thấy các vị sư này đang ngồi ở xung quanh những chiếc bàn vô cùng quý giá với những chiếc bàn xẻ từ những cây cổ thụ hàng ngàn năm tuổi. Đây thể hiện sự tàn phá rừng nhẫn tâm đến thế như thế nào. Và họ cũng vì tham lam vô độ. Những lâm trường quản lý và khai thác rừng bền vững, những cục chi cục kiểm lâm bảo vệ rừng cho hiện tại và tương lai, đó chính là những tập đoàn đại lâm tặc hủy diệt rừng, phinh thân phỉ ra trên tiếng khóc dậy vang trời của triệu triệu gốc khô kiệt máu. Màu xanh lụi tàn, đoàn người lũ lũ, kẻ ác trình dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt thành rừng trồng chuyên canh. Nói hiệu quả kinh tế cao đâu không thấy, chỉ thấy thiên tai địa họa lớp lớp hoành hành. Người ác tranh nhau với sâu bọ ăn nốt những gì từ cây cỏ còn sót lại, tàn sát trắng lớp thực bì, tận diệt những mẩu run rế cuối cùng của nguồn gen bản địa. Không chừa cơ hội cho đất nghỉ ngơi, triệt đường hồi sinh mầm lá, và bọn sát sinh vẫn khoái trá đua chúc nhau trong phủ đệ phô phang, danh mộc nguy nga. Bài văn tế đã vang động đất trời đã nhận được sự đồng cảm của hàng ngàn người dùng mạng. Nhiều bình luận cho rằng nguyên nhân cốt lõi của tình trạng này là từ chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Nguyễn Tiến Trung đã bình luận như sau: vì sao lòng tham vô độ được thể hiện công khai thách thức người dân? Vì chế độ chính trị phi dân chủ bao che ủng hộ nó. Còn Facebook Nguyễn Trung Hiếu thì nhận định cái gốc của vấn đề là thể chế không đủ năng lực để điều hành và quản lý xã hội, không vận hành theo quy luật mà chỉ theo chủ ý của nhà cầm quyền một cách duy ý chí, không theo quy luật nào cả. Tất cả đó mà ra, thậm chí khi đã có thể chế tốt, xã hội được điều hành, quản lý tốt, khi đó mới có cơ hội để đi lên, thì tất nhiên vẫn còn rất nhiều bất cập, chứ đừng nói bây giờ như thế này. Và đã có rất nhiều những bình luận trực tiếp vạch mặt những việc làm phi pháp của các quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh phòng khách với bộ salon gỗ chạm trổ cầu kỳ, kích thước cực lớn tại nhà riêng của Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng, người vừa tử nạn trong tai nạn ở Thủy điện Rào Trăng Ba. Facebook lịch đặng thì viết tiếp như sau: nhóm lợi ích bao gồm cả chính quyền và thương gia cấu kết với nhau phá nát rừng phòng hộ. Một đất nước nhỏ bé có hơn 300 đợt thủy điện lớn nhỏ, một khúc Rào Trăng có đến 3 thủy điện. Những công nhân chết trong lòng thủy điện, ai chịu trách nhiệm với gia đình của họ?
những chùa chiền mọc lên như nấm là nơi lợi dụng tự do tín ngưỡng để làm tiền, phá hoại sử dụng đất đai làm sai mục đích du lịch tâm linh để moi tiền của những người vô đạo, mê tín. Ai đã thông đồng ký duyệt những công trình có hại đến môi trường sống của người dân cần phải bị trừng trị. Chính phủ phải có trách nhiệm, không bỏ qua những vụ việc gây nên những cái chết của hàng trăm người trong trận lũ lụt lịch sử lần này. Mong rằng đừng đổ tội cho thiên nhiên mà con người phải gánh một phần trách nhiệm. Facebook tên là Huy Vọng Nguyễn thì cho biết, cách đây hơn chục năm em đi hết các vùng rừng và ven biển biên giới Mường Tè. Chỗ được coi là rừng già lâu năm thì đã thấy lũ lượt những cây gỗ to được đưa ra đường lớn để về xuôi. Rừng xanh chỉ còn nhìn từ con đường chính thôi, chứ vào sâu một chút là lùng hết. Có những đoạn rừng được cạo trọc chỉ còn cỏ lau mọc. Giờ lên đó, đứng trên ngọn núi cao, nhìn ra xa xung quanh thì thấy rõ toàn là rừng trọc mà thôi. Mà từ trước đến giờ thì hay đổ lỗi cho lâm tặc, nhưng chẳng lâm tặc nào đưa nổi một lượng gỗ khổng lồ như vậy qua được con đường độc đạo trên Tây Bắc với các chốt kiểm lâm, chốt giao thông đẩy ra ở dọc đường. Lâm tặc ở đây là những người có quyền cho gỗ lọt về xuôi thì đúng hơn. Còn người dùng tên là Hồng Trần thì bình luận như sau: những tiếng kêu ai oán, những tiếng thét lạc lõng đã từ lâu, đâu mảnh may khiến cho bể trên động lòng. Môi trường sinh thái, mưa, bão, lũ đâu khiến họ quan tâm hơn họ cứ mặc sức vơ vét cho đầy túi tham, miễn là có tiền, là gỗ, là tài khoản ngân hàng, hộ chiếu đảo ship, biệt thự bên Mỹ, con cái dọc ở nước ngoài. Và bản thân họ thì sống trong những căn nhà, căn hộ sang trọng, dẫu bão có cuốn phăng cả cái miền Trung thì họ vẫn không dụng cái lồng nào. Và chân lý, luật pháp xã hội, tình yêu, tình người, nghĩa đồng bào, đồng loại chỉ là những phạm trù xa xỉ. Đây là hình ảnh căn nhà gỗ quý của ông Khổng Trung, chi cục trưởng Kiểm Lâm tỉnh Quảng Trị. Còn Facebook Lý Minh thì viết như sau: sau khi lũ lớn kéo về sẽ dẫn đến hiện tượng lở núi và gây chết người. Vì sao núi lại lở sau khi mưa lớn? Các chuyên gia đồng tình rằng tình trạng phá rừng là nguyên nhân gián tiếp gây nên các trận lũ quét vừa qua ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Giải thích một cách đơn giản và dễ hiểu, rừng cây có chức năng giúp cho đất không bị xói mòn. Khi mưa lũ tràn về thì rừng cây sẽ giúp cản dòng nước, giúp nước không chảy xuống ồ ạt, tạo thành lũ quét. Muốn không bị lở đất và không bị lũ quét thì cần phải bảo vệ rừng. Và đó là bài học căn bản về việc cần thiết phải bảo vệ rừng để giảm thiểu hậu quả do mưa lũ gây ra. Thế nhưng đó lại là bài học của những kẻ phá rừng không muốn biết. Họ chỉ cốt phát triển kinh tế, không biết hoặc nếu biết thì cũng muốn quên đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 11 năm 2020 với bản tin Đảng đốn cây, xẻ núi, dân hưng lũ, đá đẻ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.